Rồi, xin chào anh em. Hôm nay Tuấn Audio xin gửi đến anh em một cái clip test đôi loa Dayton 77HR HRX nha anh em. Cái này là HRX Tiburon. Thì cái dòng này nó dữ hơn là 77HR không. Thì hôm trước em bán hai đôi 77HR, thì hôm nay em về thêm một đôi 77HRX Tiburon. Thì cái đôi này em làm cái clip test để gửi cho một bác ở Đồng Tháp. Thì bác cái trong cái Facebook em có đăng về bốn đôi, thì bác chốt đôi này, còn lại ba đôi kia thì giờ hôm nay bác yêu cầu làm một cái clip test cho bác xem. Thì em sẵn đây em tiện em chia sẻ với anh em để mình tham khảo và giới thiệu sản phẩm cho anh em biết. Thì em xin quay cận cảnh trước đây. Em thấy nó là 77HR ha, HRX đó, Tiburon. Thì lo này nó cũng hình thức thì ngoại hình nó không khác gì con 77HR trơn. Thì con này sở hữu một bát 31, mà bát 31 một bit và một trép. Cái bát này là bát màng carbon ha. Gân này là còn gân zin luôn. Bác yêu cầu là cho bác là phải zin toàn bộ từ A tới Z. Thì cái đôi này nó zin từ gân cho tới lưới tới e-căng thì nó zin hết luôn. Ngoại hình thì còn phải gọi là quá là đẹp, xuất sắc. Đây, quá đẹp xuất sắc ha. Không cân móp không gì hết nha. Này em quay gần cảnh nè. Đó, mặt trên nè ha, quá là đẹp ha, vuông thành sát cạnh luôn nha. Này em qua cái bên đây luôn nè. Đó, à, quá là đẹp. Đó. Thì em lướt qua nhanh, tại đôi này em cũng đã giới thiệu nhiều lần. Thì hôm nay cũng giới thiệu thêm cho anh em về một đôi dòng này nữa. Đây, đây là cái ride ha, góc cạnh nó quá đẹp đi ha. Đó, cái bên kia cũng vậy, góc cạnh nó còn đẹp đẹp ha. Thì em đang ghép tạm thời nó với một cái amply xanh xui. Đó là Sansui Alpha 607 L Extra và đầu nguồn phát là đầu Sony MD 302. Thì trời cũng đã tối, giờ này cũng 10 giờ rồi, 10 giờ khuya. Thì nghe những cái dòng nhạc này thì nó làm cho mình rất là thoải mái sau một ngày làm việc, em cũng rất là mệt. Thì muốn chia sẻ tới anh em. Thì cái đôi loa này em bán với giá là 10.800.000 đồng. Thì bác đã chốt. Vì thường thì thông báo với anh em là mặt hàng, mấy cái mặt hàng mà ví dụ như là loa rin này á, thì giá nó lên mỗi ngày. Khi mà em bán ra một cặp đợt trước, tới đợt sau em nhập về là bằng giá em bán ra rồi. Đó ha. Cho nên giá nó sẽ lên mỗi ngày. Em có đợt này anh em cứ chốt, thì đợt sau là bảo đảm nó sẽ lên. Ví dụ như con Đờ Nông 1000G này ha, em hôm trước em bán là 8.700.000. Một bác khách ở Bình Dương đã chốt. Rồi ngày hôm sau em lại nhập về một con, giá nó lên, nhưng cái con này là con thứ hai em chưa có bán giá lên. Em vẫn bán giá là 8.700.000 với tình trạng là đẹp xuất sắc. Đây. Hai má gỗ y căng còn đẹp đẽ thì cũng ha. Thì em về bốn đôi. Đôi thứ nhất là đôi này em đang quay, đây tông 77HR Tiburon. Đây còn đôi thứ hai em xin giới thiệu qua. Đó là đời nông R88 siêu khủng long về bát ha. Nó cho một tiếng bát gọi là phải gọi là khủng khiếp. Nặng, cái loa này rất là nặng. Cái R88 này rất là nặng ha. Rồi. Một đôi nữa đó là đôi đôi này đây, rất là đẹp anh em. Technic MX7. Thì cái model này anh em cũng ít biết đến, nhưng mà đôi này nó ngoại hình thì rất là đẹp, không có khác gì đây nằm đây tông 77HR ha. Nó sử dụng một bát 32 ha, còn một mid đơm, một chép đơm. Thì con này cũng còn rin toàn bộ từ lưới cho tới e-căng, ngoại hình rất là đẹp. Em quay sơ qua anh em nhìn thấy ha. Đây, e căng riêng của nó đây. Em gỡ luôn. Đây.
Đấy, một cặp bắt rất là khủng khiếp ha. Cái mũi tre nó tán quá là bự. Đó, anh em thấy không? Góc cạnh nó cũng còn đẹp luôn. Này. Nói chung là hàng này em về em tuyển không anh em đừng lo ha. Đó. Như vậy là kiếm những cái hàng này còn bụi bặm nè. Rất là khó. Đó. Đàn ông là 88 ha. Rồi thêm có một đôi đặc biệt về nó là đôi Victor BSG601. Thì cái đôi này nó sở hữu một cái thùng gồm có hai bát 20. Đây. Hai bát 20. Hai lỗ hơi. Thò thì rất là nặng ha. Cái cũ bát anh em tưởng tượng nó gần giống như là cái lo bô vậy. Bô 301 á. Ở trong từ nó là hai từ đo của hãng GBC. Cái điều đặc biệt của nó là đây, em sẽ mở. Đây cái chép giấy của nó nè, rất là đẹp ha. Cái đặc biệt thứ hai. Đây, em mở ra ha. Nó có hai cái má hai bên. Đó. Em xin lỗi, cái này là cái này hình như là cái mít này hai cái tép. Đó, bên đây một cái, bên đây một cái. Nhưng mà nó có hai cái lá. Hai cái lá này giúp mình bẻ cái âm sắc cho nó tản theo hai bên. Tại vì thằng này nó thiết kế nó cho cái chất âm rất là hay, bass rất là ấm áp và rất là trong trẻo cái tiếng mic. Thì cái đôi này karaoke quá tuyệt vời. Đấy, cao nó cũng khá cao, nó cao hơn đời nông đời 88 phải không? Đó, cao hơn Technic luôn, hai bass 20 ha. Có hai cái lỗ hơi bên kia cũng vậy luôn. Đó. Em xin giới thiệu qua. Thì cái đôi Technic MX7 em bán với giá là 10 triệu 500 ngàn đồng. Đôi Victor BSG601 em bán với giá là 9 triệu đồng. Hàng này là hàng hiếm, cực độc, ít có trên thị trường nha. Lâu lâu mới có được một đôi thì em đã có đây. Đó, zin toàn bộ nha. Đây. Rồi, đời nông R88. Thì con đời nông R88 này kỳ này giá nó lên. Thì em bán với giá là 12 triệu 800 ngàn đồng. Rin toàn bộ. Và một đôi nữa là chè kèm trong lô của em là đó chính là Dayton 73D. Đây. Nó không rõ để em làm cho nó rõ ha. Dayton 73D ha, một lỗ một bát 31 ha, rất là đẹp. Chuông thành sát cạnh luôn. Đó. Rất là đẹp. Thì đằng này em về những lo này không? À, em chỉnh lại cho nó đẹp một chút à, đẹp không à anh em thấy ha. Giờ xem quay lại là xin lỗi, cái đôi DS73D này em đang bán với giá là 9 triệu 800 ngàn đồng. Tại vì cái con này cái gân mút em đã thay, và cái mạng nhện phía trong á, cái mạng nhện nó cũng mục luôn, em đã thay luôn, thì em báo rõ cho anh em biết luôn. Em không muốn giấu để làm gì. Có sao em sẽ nói vậy ha. Gân mút đã thay. Và cái mạng nhện của nó đã thay luôn. Rồi. Còn tình trạng này đẹp xuất sắc. Chất âm khá là hay. Em sẽ có những cái clip test tiếp theo cho những cái đôi này. Rồi, hôm nay em quay lại chủ đôi chính là cái đôi Dayton 77HRX Tuburon. Thì cái đôi này khá là nặng. Một đôi nó một thùng nó nặng trên 26 kg. Rất là dày dặn và chắc chắn ha. Kích thước em cũng đã giới thiệu qua những đôi trên thì mà anh em tham khảo. Thì đây em xin mở lại một bài hát chiếc rồi không em đi ha. Rồi mở lớn, đêm khuya em cũng không mở lớn lắm nha, để anh em tham khảo thôi. Now
dòng hay khép môi thắng trao thì em xin báo với bác là đôi này lo bọng này còn hát đầy đủ ha bác ha, rất là hay ha. Đêm khuya thì hát nghe những bản nhạc này thì dễ đi đầu người, thì em xin sơ lược qua. Thì cái đầu giải mã đây đó, MDX302 với giá là 3.500.000 đồng. Cái con Amly Sansui Alpha 637 LX tra với tình trạng đẹp như thế này thì giá nó là 7.900.000 đồng. Con Sansui Alpha 637 XR mặt vàng chanh phay nhôm giá cũng là 7.900.000 đồng. Con Đờ Nông 1000G BMA 1000G tình trạng đẹp xuất sắc, chạy Neo Super Optical LX A, thì có nghĩa là nó chạy được LX A thì cho những cái chất âm thật là trung thực và mượt mà ha. Thì con này em bán với giá là 8.700.000 đồng. Rồi em xin thông báo anh em, thì để sở hữu những cái sản phẩm em up sale đây thì mời anh em hãy gọi về số điện thoại 0164361245 và để theo dõi những clip tiếp theo của em thì anh em hãy click vào cái dấu đăng ký màu đỏ phía bên tay phải để nhận được những cái clip tiếp theo của em. Và em xin kết thúc. Cảm ơn anh em rất là nhiều.